được vừa học vừa vui chơi của trẻ em thành phố Hải Phòng. Khu vui chơi của trẻ em lần tới là sẽ vào cái khu này, vẫn còn đang xây dựng. Em có cái gì để vui chơi chưa? Đang xây dựng. Đây, thế. Nhà ốc tổng hợp đang. Thì trước vẫn có rồi. Giới thiệu các bạn là khu nhà bóng tổng hợp Đan Phượng. Đan Phượng rộng rãi rất nhiều núi. Nhiều chỗ chơi lắm rồi đấy. Bên chỗ này này đang xây dựng nhiều chỗ nữa. Khu vui chơi trẻ em. Mon Cafe à. Đó. Nhiều khu vui chơi rồi. Cả một dãy đây. Phao đụng này. Đó. Dần khu này cũng rất là đông mà. Khu chơi, khu đồ chơi vẽ hình, nhà bóng này. Đấy, ôi rộng phết thế này. À, khu nhà bóng này rất là rộng luôn. Đấy. Đấy. Rất là nhiều thứ luôn. Nhá. Đấy. Khu nhà bóng ngoài tổng hợp này. Đẹp chưa? Đấy, rộng rãi này. Cả nước. Tô này, tôi rộng rãi phết nhiều đường này. Số khu này xong lâu chưa nhỉ? 2-3 tháng chạp là xong. À đấy.
bây giờ mới phát hiện ra, tưởng là vẫn chưa xong. À, khoai. Đúng rồi. À, sân bóng đá nữa này. Đấy. Dạ. Cả khu vui chơi luôn. Nhà bóng tổng hợp. Đấy. Thấy chưa? Đẹp chưa? Đây các bạn nhìn hồ An Biên nhé, xong rồi mình đọc được lại cho các bạn xem. Đấy. Chỗ này vẫn còn nhiều thứ lắm. Đấy. À, khu hồ An Biên này. À. À. Ai khu vui chơi tổng hợp rộng dã man luôn. Đấy, đã nhìn chưa? À, là khu hồ An Biên. Đấy. Yeah. À, đó, chia sẻ với các bạn một chút về cái khu vui chơi tổng hợp ở khu Hồ An Biên, chỗ cung văn hóa thiếu nhi nhé, để mọi người có thể đến đây. Mới hoàn thiện vào 23 tháng chạp, rất là nhiều thứ rồi để mọi người có thể đến đây, rất là nhiều thứ rồi. Mình sẽ đi, đây là khu tàu lượn rồi. Đó, lúc nãy mình đi ở phía trong rồi đấy, bây giờ mình đi phía ngoài cho các bạn xem nhà bóng này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Cây gì bên là đầy đu lên này. Đấy, rộng chưa? Đá bóng này. Tàu lượn này. Sợ. Cả kia ấy cũng xong rồi này. Tết đã có thể ra đây chơi được rồi. Đấy. Đây là một khu vui chơi mình nghĩ là rất là tuyệt vời. Bên cạnh đây là có cả khu ấy ạ. Khu đạp vịt đấy. Đây, khu đạp vịt đây. Đấy. Khu vui chơi này. Đây. Đây. Chỗ này có nhiều công viên, phía đằng này là cái khu tượng đài liệt sĩ này, đầu đằng kia công viên của cung văn hóa này, rất nhiều thứ đây đang xây dựng. Đây là lối thẳng vào cung văn hóa thiếu nhi. Đấy. Lối thẳng vào cung văn hóa thiếu nhi. Đấy, khu ấy nước này. Đấy. Tàu nước. Rất là nhiều thứ luôn. Rất là nhiều thứ rồi. Đấy. Làn phượng. Rộng luôn, các bạn thoải mái nhá. Ôi, mưa rồi. Mưa rồi, mưa rồi. Khu cung văn hóa thiếu nhi. Nhìn thấy chưa? Đấy. Đây đường Lạch Tray này.
Clubhouse. Đấy. Trời lại lất phất mưa ngày chiều 30. Đấy. Tượng đài liệt sĩ. Đấy. Đây là khu văn hóa. Hữu nghị Việt Tiệp. Tối nay tổ chức ca nhạc ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc.